season. Xin chào các bạn, chào mọi người nha. Video này thực sự sẽ là một cái video khá là dài và mình nghĩ nó cũng sẽ là một cái video khá là đặc biệt đấy. Đầu tiên thì cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem video của mình và chúc các bạn thật là nhiều sức khỏe nha. Vậy là sau hơn 2 tuần à? Sau 2 tuần mình off cái nick này. Đấy, cuối cùng thì thời khắc này đã đến. Vẫn là 970 điểm, vẫn là 970 điểm. Và mình vẫn chưa lọt vào cái bảng xếp hạng ở đây. Hôm nay thì nội dung video này là gì? Là mình sẽ quay phá hết hơn 1.000 cái vé quay may mắn này ở trong cái kho tài sản nha. Đấy, đây là cái nội dung đầu tiên. Tiếp theo là nếu mà chưa đủ, mà thời gian chưa kết thúc ấy, thì mình sẽ đi cày. Cày ở đây là gì? Win 5 trận liên tiếp. Và ở đây thì mình sẽ chơi FFA mọi người nha. Chơi FFA cho nó dễ. Chơi FFA này thì các bạn chỉ cần nằm trong top 3 thôi là các bạn được tính là các bạn win rồi. Bởi vậy mà cái việc mà gọi là top 5 trận win liên tiếp ấy, nó khá là dễ. Đấy, mọi người chỉ cần trong gọi là top 1, 2, 3 là bắt các bạn đã ok rồi. Ở đây chắc chắn rồi thì mình đang gọi là quay lại và thiết lập một cái đội hình mới. Một cái đội hình mà cày giải đấu cho nó khỏe. Ô, sắp hết mất rồi. Xem ra cũng hơi khó nhỉ. Thôi thì kệ đi, thế nào cũng được, mình đánh thường cũng được. Thôi thì cứ bình tĩnh nha. Từ từ mình tính điểm phát này. Ở đây đâu rồi? Ở đây là 20 cây này. 150 này. Không biết là bây giờ có sớm quá không nhỉ? Mình hơi không tự tin cho lắm. À, đợi 30 phút nhỉ? Đợi 30 phút thì cái này nó đóng rồi. Thôi thì mình sẽ đợi vậy. Thôi thì cứ đợi cho chắc ăn. Mà chơi một tiếng thì cũng hơi mệt. Mình chơi một tiếng thì mình thấy cũng khá là mệt. Thôi thì cứ đợi đến 30 phút cuối nhá. Đợi đến 30 phút cuối chúng ta quay. Quay xong rồi nếu mà không đủ thì sẽ chơi vào trận. Nói chung là hên xui. Mình cũng chẳng biết thế nào nữa. Hên xui lắm các bạn ạ. Cái này thực sự nó rất là hên xui luôn á. Mình thôi thì cứ hy vọng thôi. Chỉ có một cái duy nhất là hy vọng thôi. Hy vọng là mình sẽ may mắn thôi. Chứ mình cũng không có điều gì chắc chắn cả. Bây giờ mà lỡ mà mình 1.000 điểm một cái nhá. 1.000 điểm một cái mà vào đây ấy. Vào đây gặp ông top 1 ví dụ 100.000 điểm đi. Bây giờ thôi các bạn thì khóc luôn. Thực sự là khóc luôn nha các bạn ạ. Không đùa đâu. Nếu mà gọi là gần hết thời gian mà quay khóa cái hòm tài sản ấy mà vào đây gặp ví dụ 10k điểm đi thì còn đỡ buồn, chứ còn không thì gặp phải ông ví dụ top 1 mấy trăm nghìn điểm thì thôi khóc xác định luôn. À, ở đây mình có một cái điều mà muốn nói với các bạn luôn này. Cái hôm nọ cập nhật game xong ấy. Đây, cập nhật game xong tự nhiên cái nhiệm vụ ở GitHub này của mình nó tự động hoàn thành nhá. Mình cũng chả hiểu đâu. Nó rất là buồn cười. Cái này là mình nói thật không phải mình nói điêu đâu. Trước mấy cái này của mình nó chưa hoàn thành đâu nhá. Thế mà cái hôm nọ cập nhật game xong cái nó hoàn thành hết luôn. Mình không dám nhận. Đấy, mình để đây để gọi là có cái bằng chứng nói với mọi người. Chứ không mọi người không tin. Mấy cái này đợt trước là nó không có hoàn thành đâu nhá. Mà sau khi game cái hôm nọ mới nhất ấy, cái phiên bản mới nhất nó cập nhật cái đợt cập nhật gần đây nhất ấy, thì nó lại phun hết cho mình luôn. Mình chả hiểu. Nhiều bạn cũng có nói với mình là hoàn thành thành tích nhưng mà nó không có cộng điểm. Thì mình nghĩ là đây là một cái gọi là game nó bù đắp lại thôi. Nó bù đắp lại những cái điểm mà ngày trước nó không cộng cho các bạn ấy. Thì được rồi. Vậy là thời gian chờ đợi của chúng ta cũng đã đến gần hồi kết rồi. Bây giờ thì mình sẽ quay vé nha. Mình sẽ quay vé nha. Đấy, hơn 1.000 vé tích góp của mình nha. Bây giờ mình sẽ quay full dương 20 nha. Hy vọng là được cái skin của con Redox. Nên mình hy vọng được skin này. Đây là cái thứ mà mình hy vọng nhất thôi. Ercoi thì ở đây cái này cũng thế này. Skin này mình cũng thích này. Còn Ercoi thì hên xui á, mình không biết được. Nói chung trong này thì cũng chưa nói được gì. Ok, thì bắt đầu quay nha. Mình thì đoạn này thì mình không có tua đâu. Tại vì thời gian tích góp chừng này cái vé của mình khá là lâu ấy. Nên mình không tua đâu. Nên bạn nào
và muốn xem thì xem nhá, còn đoạn này bạn nào không muốn xem thì thôi, vậy mình cũng chả biết thế nào cả. Ok, bỏ qua nha. 2000 à? Ôi khiếp, game lừa thế. Game ok, hiệu ứng rất là đẹp. Game phát đầu tiên đã lừa mình rồi. Thế nào, một kim huyền thoại của cheater. Thật ra thì mình cũng được gần đến Halloween rồi. Tiếp nha. Cái gì đây? Ôi MD à? Skin đẹp đấy nhưng mà mình không có chơi con này, khổ thế nhỉ. Tiếp nha. Chúng ta còn nhiều lượt quay lắm. Ôi hơi chán nha. Hơi chán nha. Hơi buồn nha. Chả có nhé. Ôi quá là buồn luôn. Rất là buồn. Buồn cười ấy các bạn ạ. Tiếp nha. Ok à. Cái gì thế nhở? Quá tam ba bận. Nãy giờ mấy lần rồi. Cứ thích đùa nhau nhỉ. Ôi cái này không thú vị gì cả. Làm ơn đi mà. Chả có nhé. Ây da. Cái rõ ràng cái này khó hiểu. Thế nào, nhiều thế. Ôi, thôi kệ đi vậy. Mệt mỏi lắm. Ô thơm. Cái skin này cũng rất là đẹp mọi người ạ. Ngon nhỉ. Tự nhiên lại vào đây lướt cái lấy may. Mình là đùa đây, lướt nhiều thế phí thời gian các bạn á. Các bạn xem lâu mỏi mắt ấy. Rồi skin của Brick. Thế mà không được 2000 nữa coi nhỉ. Bỏ qua tiếp này. Ô hay nhỉ. Lạ thật đấy chứ. Thử xem nào. Này chà, toàn vào mấy cái skin thường này chán đấy. Tiếp nha. Cũng quay nhanh thôi các bạn ạ, chả sợ thời gian nó hết đấy. Quay nhanh thôi. Rồi tiếp này. Bỏ qua này cho nhanh nhá. Mình lấy cái điểm đi mà. Ô thơm. Ôi game bịp thế. Game lừa người thế. Cái trò chơi. Thế nên các bạn đừng có ham hố nhá. Đừng có ham hố. Ôi mình thích 2000 nó coi hơn các bạn ạ. Mình thích 2000 nó coi hơn cơ. Nào cố lên nào. Chả có nhé. Cái skin này khá đẹp nhưng mà cũng không có giá trị nhiều lắm với mình. Không có giá trị nhiều. Cố lên. Ô thơm các bạn ạ. Cái này thì thơm nha. Cái này mình đánh giá là thơm nha. Rất là tốt. Cái này thì mình đánh giá rất là tốt nha. Mình đánh giá rất là tốt nha. Rồi lại vào cái skin dởm rồi. Thôi thì cố gắng vậy. Người ta gọi là ngậm đắng nhấp cay chứ biết sao bây giờ. Tiếp nha. 2000 nó coi đâu rồi. Ôi được cái skin Eri này thì cũng rất là tuyệt vời nha. Mình lại được có cái nội dung làm skin Halloween thì rất là ngon luôn. Ôi lại bắt đầu chán rồi đấy. Tiếp này. Để xem. Ôi kìa. Trời ơi một chút xíu nữa kìa. Cuộc đời. Một chút nữa thôi kìa. Ôi da. Vận may vẫn chưa đến các bạn ạ. Quay hết gọi là phân nửa rồi đấy. Quay hết gọi là sang sang. Ui ok kìa. Luôn các bạn ấy các bạn.
Mọi người nhìn mọi người có thấy cay không? Nó xếp hàng như thế rồi mà nó lướt qua được hết mấy tài chứ nè. Bắt đầu lag ở đây. Ô, ô, đừng, đừng, ôi, đừng. Trời đất ơi. Thề luôn á. Cái chuyện gì vậy? Quá là... Ôi dồi, cảm giác nó hụt hẫng không tả nổi các bạn. Cảm giác này nó sao mà nó khó tả vậy nhỉ? Cái cảm giác gì đâu á. Cái cảm giác... Tiếp nha, không thể bỏ cuộc được. Mình còn nhiều vé mà, chả có nhẽ. Nào thôi, ôi. Cái gì vậy? Cố lên. Một là Airy, hai là Red Dog. Cố lên, trời ơi. Đừng có như thế. Như thế không vui tẹo nào đâu. Ôi, rồi. Để hết luôn á. Không vui tẹo nào cả. Làm ơn đi mà. Ây da. Đấy, hôm nay mà quay mà không được một xu coin nào, không được một cái skin nào mình thích ấy thì cay lắm luôn đấy các bạn ạ. À. Cay cực kỳ đấy. Nhưng mà nếu mà mình được con nhện, được skin con nhện thì nó an ủi được phần nào cho mình. Nhưng mà không được một cái gì trong cái video này hôm nay thì cay lắm đấy. Mình không nói đùa đâu. Mất hết rồi, thôi là... Ây da. Cái trò chơi. Gần hết rồi. Về quay của mình gần hết rồi. Lại vào cái 50 này như này. 50. Cuộc đời hết hy vọng rồi. Bây giờ là mình hết hy vọng luôn rồi đấy. Không còn gì để mà hy vọng nữa luôn á. Mình lại vào cái Egypt này. Ok. Lại phải vào đây quay phát. Quay bấm. Rồi. Qua này. Đúng là chả thấy được cái gì. Chả thấy thay đổi được gì cả. Rồi mình gần hết rồi. Vận may của mình gần hết rồi. Gần hết vé rồi. Chán thật. Cạn đời luôn. Không được một xua coin nào luôn ấy chứ. Skin này thì mình không thích cho lắm. Mình chả thích cái skin này. Chết nha. Cố lên nào, lại 50 cái tín dụng này. Không muốn nói luôn á. Quay cho hết luôn. Đấy, nó lại cần thế nữa chứ nhỉ. Mình thì không ham hố gì cái skin Zephyr đâu. Mà nó lại còn trêu ngươi thế cơ. Quá là đen luôn. Không biết mọi người quay cái này thế nào chứ. Mình thấy như này thì chán quá. Hơn 1000 cái khóa quay của mình chứ ít đâu. Mà chúng ta nhận lại cái gì? Không nhận lại. À, được cái skin của skin của con Onyx thì cũng chấp nhận được, nhưng mà nó không giá trị đối với mình. Mình bèo bọt quá. Phá sản luôn. Ôi mình không thích shirt này đâu. Không thích cái skin này bằng Airy các bạn ạ. Mình không thích. Mình thích skin Airy hơn. Ôi giời, Guardian này thì mình cũng không thích các bạn ạ. Guardian này mình không có thích đâu. Rồi. Làm ơn. Ôi, mèo à. Thì cũng gọi là tạm chấp nhận được. Cũng khá là đáng yêu ấy chứ.
cả đằng yêu. Ý, nó lại còn thế này nữa chứ nhỉ. Ồ, khá là đẹp nhưng mà chả biết nữa. Để xem như nào nhé. Bây giờ thì mình hết hy vọng rồi. À, ồ, cái này khá nhỉ. Được, mình đánh giá khá là cao lượt quay này đấy. Khá là ok đấy. Rồi, hết đến nơi rồi. Hết đến nơi. Ui, cái skin này mình không thấy đẹp mọi người ạ. Mình không thấy nó đẹp đâu. Mọi thứ đã chấm hết. Mọi thứ đã kết thúc. Cái này mình cũng không thích các bạn ạ. Mình không thích. Đó, vậy là chúng ta đã game over. Có nên quay ở đây không nhỉ? Quay nốt đi nhỉ? Ngại cái gì nữa. Rồi, 25 tín dụng. Ok. Đấy, hết luôn. Chả còn cái giá trị gì nữa luôn á. Bây giờ thì chúng ta sẽ vào xem điểm playoff của chúng ta nha. Top 1 luôn các bạn ạ. 7.000. Từ từ mình xem nào. Đấy, các bạn thấy chưa? Các bạn thấy mình tính toán nó có chuẩn không hả các bạn? Các bạn thấy mình tính toán có chuẩn không? Bây giờ mình loát lại phát nhé. Đấy. Bảng này có 3 người các bạn ạ. Bảng này có 3 người. Xem hầm chứa của mấy anh bạn này nhé. Ồ, không có gì là hạ được chiến cả. Ồ, không có gì hạ được chiến cả. Đấy, mọi người thấy chưa? Các bạn thấy chưa? Các bạn thấy mình tính toán nó chuẩn không? Bây giờ thì mình sẽ chơi vài trận để lấy win nhá. Mình sẽ chơi win để cho nó chắc cú nhá. Đấy, bây giờ mình đã nói rồi, tất cả cái niềm hy vọng của mình, tất cả cái niềm hy vọng của mình nó dồn vào đây này các bạn này. Đấy, tất cả cái sự hy vọng của mình luôn ấy. Ờ thì quay cái hòm kho tài sản không được cái gì. Thật ra nói không được cái gì không phải, mình cũng được khá nhiều skin huyền thoại quý giá nhưng mà nó không có nhiều cái mình thích ấy. Đấy, nhưng mà chỉ cần được cái này thôi là mình cũng mãn nguyện lắm rồi. Đây, hy vọng nhá. Đấy các bạn, đúng không? Mình gọi là off game hơn 2 tuần liền. Đây, mình off game hơn 2 tuần liền này. Chỉ chờ đợi cái khoảnh khắc này thôi. Và mình hy vọng là nó sẽ được đền đáp xứng đáng nha. Thực sự là như vậy luôn á. Mình chỉ hy vọng như vậy thôi. Bây giờ thì chúng ta sẽ chiến game thôi nha. Chiến game thôi. Cần win 5 trận liên tiếp nha. Ok, let's go. Rồi, bàn đấu tiếp theo nha. Bàn đấu tiếp theo nha. Trận vừa nãy mình bắn chán quá. Lâu không chơi bắn chán thật sự luôn á. Thử làm lại nha. Bạn này mình thử làm lại nha. Mình tới. Hay là đau thế. Ui, vẫn không tới à. Không tới à. Ok. Bình tĩnh nha. Ok. Bạn này dùng Orion à. Mình núp là được mà. Chả làm gì được mình cả. Trong tầm bắn này mà. Sao nó có trong tầm bắn mà nó cứ... Cứ đúng thì cũng vậy thôi. Xa quá tỷ lệ lệch nó nhiều các bạn ạ. Đứng xa quá tỷ lệ lệch nó nhiều. Mình đứng đây thôi xem anh bạn kia làm cái trò gì á. Xa quá. Đây một con á. Brick này, ok. Tiếp này. À. Rồi nha. Onyx này. Onyx này. Ui, hụt rồi. Bình tĩnh nhá. Hello anh bạn. Anh bạn. Anh bạn đứng nhìn ai ấy. Anh bạn đứng nhìn ai đấy. Ui, vướng con Redox tên mình kìa. Rồi, mình chuyển mục tiêu nhá. Không ăn thay rồi. Để xem nào. Đây, ra bên này bị khống chế rồi. Né nha. Né khẩu bắn tỉa em dễ mà. Lách một chút là được ngay. Để con này ra nha. Hình như bên trái mình có nha. Bên này có này. Anh bạn này hình như là đang ở bên này nhá. Mình quan sát chút xíu. Đấy, vẫn ở dưới này này. Ở đằng này có một con này.
Ồ, nó dùng phá băng ạ. Ok. Bây giờ mình xử lý con này nha. Rồi, ok luôn. Bạn kia đâu rồi? Ồ, xa quá. Anh bạn kia chắc hết hết robot rồi. Rồi. Bây giờ thì công lên nha. Bây giờ thì công lên chứ còn ngần ngại cái gì nữa à. Hello. Con gì ấy? Giống một con Redeemer lắm. Mà mình cũng chưa biết được. Ra đây, ra đây, ra đây, ra đây. Đi ra đây, đi ra đây. Ra đây. Mất thời gian thế nhỉ? Vẫn chưa được kìa. Thôi chúng ta win rồi, không cần ép nữa đâu. Ok. 14 điểm. Rồi chúng ta đến với bản đồ tiếp theo nhá. À, bản đồ này chơi cối nha. Bản đồ này chơi cối nha. Bây giờ mấy con này là toàn là skin huyền thoại hết rồi. Vướng quá, mình không bắn được. Không được cái gì luôn kìa. Còn không có một chút sát thương nào nó nảy luôn á. Vướng thực sự. Rồi bắn đây là ngon nha. Tiếc không được cái trip nhỉ. Không được cái triple kill nhỉ. Em cho nhanh nha. Em nhanh nha. Rồi nha. Cho quân team mình nó ép cho nó nhanh nhá. Bắn vô đây này. Thế mà không được kìa. Đấu gì ở đây mà không được. Đây này, con đây, con đây. Tôi ném đây nha. Rồi nha. Đẹp chưa nè. Các bạn thấy đẹp không? Một phát 3 điểm luôn. Monster kill à. Đó. Ồ, tiếc nhỉ. Kìa, mỗi con một chút xíu cả. Mỗi con một chút xíu kìa. Lại ném từng bên nhá. Con này ném từng bên này. Này ném từng bên này. Ném từng bên nha. Ném từng bên nha. Ném từng bên nha. Ui, các bạn thấy đẹp không? Không, con này không được. Chừng này lượng HP con này thì không chơi được nhá. Không thể chơi được. Con like rồi. Ok. Ui. Monster kill lên rồi. Đấy, được 8 điểm rồi. Cố gắng kiếm cái bóng ma nào. Cố gắng kiếm cái bóng ma nha. Cố gắng nha. Cố gắng nha. Ô kìa, Phantom rồi kìa. Tuyệt vời các bạn ạ. Nghe cái hiệu ứng âm thanh chất thật ấy. Mình thấy là cái hiệu ứng âm thanh của cái bóng ma ấy là chất nhất game này luôn á. Nghe nó huyền bí thật sự luôn ấy. Rồi, một trận đấu rất thành công của cối tên lửa nha. Mình được tăng cường bóng ma luôn. 17 điểm, trời ơi, đã thiệt chứ. Ván nữa nha mọi người nhá. Ván này chẳng biết là ván thứ 4 hay thứ 5 nhỉ. Mình cũng không có nhớ nữa. Mình là ván trẻ em tiếp nha. Cái khẩu này kết thúc cho đánh ngay. Vì trận đầu tiên chơi cũng chán quá. Thực sự mà nói thì lâu kiểu tầm một tuần thôi mà không đụng tay vào bản PC này chơi ấy, thì mình cũng không chơi nổi luôn ấy. Cứ phải chơi liên tục ấy, thì mình mới điều khiển quen được.
Ồ kìa, khéo kìa. Ngon này. Ok. Đều nha. Đây, đứng đây cam thôi. Chúng ta bắt đầu quả cam quả quýt nha. Không được rồi. Thất bại. Rồi nha. Ôi, con này đông quá nhỉ. Rồi nha. À, đây này, đây này. Rồi. Chưa gọi là thò mặt ra khỏi tổ luôn. Đã bị knock out rồi. Tiếp này. Con này dễ hơn nha. Rồi, ok. Tiếp nha. Rồi nha. Ok nha, Rampage rồi nha. Rồi nha. Tiếp nha. Rồi nha. Tiếp tục nha. Ok nha. Đợi con này hết khiên nha. Đợi con này hết khiên nha. Tôi bắn con này trước đi. Rồi, tuyệt vời. Đây nha. Cái này của mình nha. Ok nha. Bao nhiêu điểm đây? Mình không biết nữa. Con này nha. Rồi, ok. Tiếp này. Kìa, đi ra đây. Ô hay. Nấp thế. Rồi, ok. Lại vào. Tiếp này. Rồi nha. Đợi nha, đợi bên kia lên nha. Bên kia chắc hết rồi. Ui, khó lắm. Còn một con đây. À, đây nha. Nemesis của mình nha. Vẫn còn một con kìa. Nào ra đây. Ok nha. Hết rồi. Bao nhiêu điểm đây? 19 điểm. Để xem nào. Ok. Mình nghĩ là hai anh bạn này chắc không có cửa vượt mình đâu. Nghĩ là như vậy, như thôi cứ chơi cho nó chắc ăn nhá mọi người nhá. Nhận quà chút xíu. Cứ làm vài trận nữa nhá. Làm lại ván đấu đầu tiên đây này. Cái ván đầu tiên quá là thất bại ở cái bản đồ này luôn. Chúng ta sẽ cùng làm lại nha. Làm lại này. Vẫn là cái vị trí này nha. Vẫn là cái vị trí này nha. Làm lại nha. Di chuyển nhanh hơn chút xíu thì ngon. Bên kia cột đê chưa đỏ nha. Rồi cột đê đang có xu hướng màu đỏ rồi. Để xem nào, vỡ rồi. Rồi, một điểm nha. Một điểm nha. Bắn vỡ cái khiên này. Rồi. Tiếp này, rồi nha. Rồi nha. Tiếp này. Tiếp này. Ok nha. Rất là tốt. Ôi, vướng. Thấp quá, mặt đất nó thấp quá. À nhầm, mặt đất nó cao quá. Rồi, ok nha. Bạn bên này đang cam bên này, mình cam bên này nha. Alo, có con nào đây? Ô kìa, giật cả mình. Nó tan hình á. Mình không kịp. Này, phóng đĩa này. Rồi nha. Bên này nghe hơi kém nhỉ. Mình có nên ra bên này không? Nghe có vẻ bên này trống rồi nhỉ. Đây nha. Vừa mới nói trống xong. Quà cho một trống luôn. Ồ, thiếu kìa. Đâu thế? Ok nha. Cam đây tiếp thôi. Thế nào. Mình tin rằng dưới kia có mấy con nó đang đi lên đấy. Không ổn rồi.
Ôi này. Vừa mới nói mồm sao. Để chơi thanh niên này nha. Ôi kìa. Hơi hơi mất trừ mất cảnh giác chút xíu. Thanh niên đi đâu rồi? À thanh niên lao bên đây rồi. Hello. Anh bạn phi thần tốc ấy. Kiểu gì to lắm. Đây không được. Mình ra đây mình chơi con này nha. Ok. Ok. Rồi bắn tỉa gì đây. Hello anh bạn. Hello. Hello nha. Một pha xử lý quay xoay rất là gây gớm. Trái phải trước sau nó đủ cả. Này thì con Redeemer nha. Tiếp nha. Bình tĩnh. Anh bạn kia chắc hết robot rồi à? Chắc hết rồi. Thôi Queen rồi đấy. Được rồi. Một bản đấu rất là tốt nha. Rồi lại vào cái bản đồ riêng số này đây. Để xem nào. Lại chơi chơi thử cối nha. Lại chơi từ cuối đây. Vướng quá. Vướng như này đi làm sao nổi. Đấy ạ. Kìa mục tiêu đâu. Mãi không nhầm được mục tiêu như này. Rồi nha. Là phòng đầu tiên khá là thành công. Mình lui về để xem đối thủ có cối hay không thôi. Đối thủ mà không có cối là mình xông lên ngay. Lấn lướt ngay. Ở bên kia phòng đĩa gì đó nhá. Có thanh niên nào đang định tiếp cận để chơi mình á. Đây. Xử đi. Ra xử nó đi. Ô hay. Đây nha. Được có một điểm kìa. Thanh niên này đứng bắn rất là nhiệt tình luôn á. Ôi. Không được các bạn ạ. Do bây giờ đến lượt mình nha. Mình đôi phòng đĩa ra nha. Ok. Mình bắn lên đây nha. Thanh niên kia đâu. À thanh niên kia cũng bắn rất là ghê. Dựng hàng rào vào đây phát này. Đây đúng không? Đây đúng không? Tiếp nha. Giờ mình bắn vào đây. Đây thấp quá. Thanh niên. Nhiều đồ chơi gớm nhỉ. Nhiều đồ chơi thế. Ôi kìa. Mà bắn cứ lệch lệch đi đâu. Bắn ở đây nha. Cái con này vướng thế. Quá là vướng luôn. Ô hay. Đây nha, mình bắn lên đây nha. Bắn này, bắn này. Thanh niên dùng phải bắn tỉa em này. Mình bắn cho to đầu luôn á. Bắn. Được. Rồi, ok. Ở đây thử nha. À, đào thế. Nó có tăng sát thương nhá. Rồi. Nổ này, nổ con bên cạnh này. Rồi, ok. Anh bạn này đường cùng rồi. Đó, biết ngay. Đường cùng rồi. Ok. Một con Guardian tia trọng lực à. Bắn xử mấy con này cái đã nhá. Tiếp này. Rồi nha, bắn ở đây này. Úi giời. Không hiểu luôn á. Đi như vậy sao mà được. Đi như vậy khó lắm.
Ok. Anh bạn này giàu nhỉ? Khá là nhiều tiền đấy. Đứng đây đúng không? Này thì đứng với chúng tôi. Đứng với chúng tôi này. Không biết, khó chịu lắm. Đấy, có sự kiện mới rồi này các bạn này. Có sự kiện mới này. Ô, cổng không gian cái gì đây không biết chứ nhỉ. Được rồi. Vậy là cái khoảnh khắc này đã đến các bạn ạ. À, mình đã chờ đợi hơn 2 tuần, rất là lâu. Không chơi một trận nào cả. Đấy, treo nick luôn, chỉ vào xin quảng cáo rồi đi ra. Và cuối cùng thì cái số gọi là cây của cái hòm kho tài sản của mình ấy, nó cũng đã cho mình được cái số điểm khá là lớn. Và bây giờ mình đã nắm trọn trong tay cái skin này. Đây một cái skin mình sẽ gọi đây là mèo nhá, skin mèo của con nhện. Nghe hơi buồn cười. Thật ra mình nghĩ con này nên gọi là Hello Kitty thì hơn. Còn kẹo gọi là kẹo cao su cái gì đó thì mình không thích. Bây giờ thì chúng ta sẽ nhận thôi. Bao nhiêu thời gian chờ đợi cuối cùng cũng đã có được trái thơm. Ở đây thì mọi người cũng thấy rằng là khi mà các bạn tham gia sự kiện playoff muộn thì các bạn sẽ có nhiều cơ hội nhận giải thưởng cao, nhưng mà các bạn phải cày cuối cái thời gian ấy nó tốt. Còn mà các bạn tham gia sớm ấy, các bạn tham gia sớm sẽ bị cạnh tranh rất là nhiều. Đấy, mọi người tham gia muộn, nếu mà tham gia được muộn ấy thì nó sẽ dễ dàng hơn. Mình thấy là có nhiều bảng nhá, cái điểm này lên tận mấy trăm điểm ấy, mấy trăm nghìn điểm ấy, thực sự rất là ghê luôn. Mà các bạn nhìn thấy của mình có 9.000 điểm thôi, mình đã top 1 rồi đúng không? Đấy, nên là mọi người hãy coi như lấy cái video này của mình là một cái ví dụ, một cái dẫn chứng sống để mọi người cài playoff một cách thông minh, hiệu quả, tiết kiệm nhá. Thì đó là một chút gọi là cái chia sẻ của mình. Đây, bằng chứng thì đây có rồi đây. Rồi, không nói nhiều nữa, mình nhận nha. 3, 2, 1, bắt đầu. Úi trời ơi, quá là tuyệt vời. Tuyệt vời ông mặt trời. Bây giờ chúng ta dạo quanh sự kiện chút xíu nha. Xem nào. Ồ, skin này mình thấy rất là đẹp nha. Cái loạt skin này thấy rất là đẹp nha. Tiếp theo này. Gì đây? Ôi, cái này thì nói chung là mình không quan tâm. Cái này mình không quan tâm. Xem nào. Ui, cái này không thơm. Cái này cũng bình thường. Ôi, cái này khiếp, 500 mơ coi liền cơ. Ghê gớm phết nhỉ. Vào đi đã. Quảng cáo thế. Cái này 5 ngày à? Xem cái gì đây? À, quay skin à. Quay skin à. Mình xem lại cái này chút xíu nhá. Nó không cho nhiệm vụ về quay à? Không có nhiệm vụ về quay rồi. Đúng rồi. Và cái này chắc chắn là có handlock rồi. 3 sao. Rồi ok. Bây giờ thì đây, hôm nay là mình cũng để rất nhiều skin luôn. Mấy cái kia có dấu chấm tím tím này này. Thì rất nhiều skin luôn. Mình thì không xem lại nữa đâu. Mình bấm xóa đi nhá. Tắt thông báo thôi. Rồi, tắt hết thông báo rồi. Nhưng mấy, bấm vào đây. Ok. Đây, mọi người có thể vào đây và điều chỉnh vào phần cài đặt, điều chỉnh sang tiếng Việt để đọc về kỹ năng của nó nhá. Kỹ năng của nó thì như video mình nói thôi. Đấy, không có gì cả, chỉ như vậy thôi. Được rồi, thì video ngày hôm nay thì mình đã gọi là hoàn thành cái kế hoạch của mình đặt ra từ hơn 2 tuần trước. Một cái kế hoạch để mình có thể sở hữu được cái skin của con nhện này đây. Và thực sự mình rất hài lòng về cái những gì, những cái tài nguyên mà mình bỏ ra hôm nay. Cuối cùng mình đã sở hữu được nó, một cái skin rất là đẹp, thực sự rất là đẹp luôn, rất là tuyệt vời. Giờ mà game nó có kiểu chức năng tặng skin ấy, thì mình sẵn sàng luôn, mình làm một cái giveaway tặng skin này cho một bạn nữ nào đó trên kênh. Tất nhiên là phải con gái nha, con trai mình không tặng đâu. Rồi, một video mà rất là nhiều cảm xúc thực sự với mình. Mình đã rất là cố gắng và có được cái skin này. Các bạn nào mà có skin này thì điểm danh bên dưới nha. Mình không nghĩ là có nhiều bạn trên kênh của mình có cái skin này đâu, thực sự là như vậy. Rồi, thì cảm ơn mọi người rất nhiều. Hy vọng là các bạn sẽ thích video chiều tối hôm nay. Đấy, thì đừng quên là đăng ký kênh của mình để xem nhiều nội dung thú vị hơn nhé.
cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.